vị các bạn đã đến với Vectop Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng những comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và tự chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Trước vòng 27 Premier League đại chiến top 4, tâm điểm vòng 27 sẽ là trận derby thành London giữa Chelsea và Tottenham. Đây được coi là cuộc chiến mang tính chất đặc biệt quan trọng với cuộc đua top 4 Premier League mùa giải này. Trong khi Liverpool một mình một ngựa băng về đích trong cuộc đua vô địch, thì cuộc đua top 4 Premier League đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thất bại của Chelsea trước MU ở vòng 26 đã giúp cuộc đua mở rộng. Về lý thuyết, ngay cả đội đang thứ 10 là Arsenal cũng còn cơ hội, bởi lẽ họ chỉ còn kém Chelsea 7 điểm. Ở vòng này, cơ hội của Arsenal sẽ sáng sủa hơn nữa nếu Chelsea tiếp tục mất điểm trước Tottenham. Trong trận đấu sớm nhất vòng, đội bóng của Frank Lampard sẽ phải tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge với khoảng cách 1 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vào top 4. Với phong độ tệ hại trong thời gian gần đây, khả năng Chelsea mất điểm là không nhỏ. Tuy vậy, họ cũng gặp may mắn khi Tottenham khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Sau khi mất Harry Kane, Tottenham đã mất thêm Son Heung-min vì chấn thương. Kịch bản tuyệt vời nhất cho các đội đứng sau là Chelsea và Tottenham cầm chân nhau. Tất nhiên điều kiện cần là họ phải chiến thắng. Vòng đấu này cũng nhiều khả năng sẽ khiến một đội bị loại khỏi cuộc chơi, đó là Arsenal hoặc Everton. Arsenal có lợi thế sân nhà, nhưng Everton đang chơi khởi sắc dưới thời Carlo Ancelotti. Quan trọng không kém, Everton được nghỉ giữa tuần thay vì phải đá Europa League như Arsenal. Nếu thất bại, Arsenal coi như hết cơ hội vào top 4. Vấn đề không chỉ là điểm số, mà còn vì họ có quá nhiều đối thủ sấp trên. Ở các trận đấu khác, MU có cơ hội thừa thắng xông lên khi được tiếp đón Watford trên sân nhà Old Trafford. Sau thời gian thăng hoa cùng với Nigel Pearson, Watford bắt đầu có dấu hiệu chứng lại với 4 vòng liên tiếp không thắng. Chiến thắng Chelsea giúp MU lấy lại niềm tin và cả tinh thần, đặc biệt khi tân binh đắt giá Bruno Fernandes càng đá càng hay. Đây là thời điểm quan trọng để MU thừa thắng xông lên khi mà họ đang cận kề top 4 hơn bao giờ hết. Tương tự như vậy, Sheffield United và Wolves để tạo thêm sức nóng cho cuộc đua. Cả hai đều được đá sân nhà ở vùng này trước các đối thủ yếu, lần lượt Brighton và Norwich. Lúc này Sheffield United chỉ kém Chelsea 2 điểm, trong khi Wolves kém 5 điểm. Cũng ở vòng này, Man City sẽ làm khách của Leicester City. Cả hai đều đã bị Liverpool bỏ lại quá xa và trận đấu này chỉ mang ý nghĩa xác định vị trí á quân mùa giải này. Lịch thi đấu vòng 27 Premier League. Vào lúc 19:30 ngày 22 tháng 2, Chelsea gặp Tottenham. 22 giờ cùng ngày, Burnley gặp Bournemouth. Crystal Palace gặp Newcastle, Sheffield United gặp Brighton, Southampton gặp Aston Villa. 0:30 ngày 23 tháng 2, Leicester City gặp Man City. 21:00 United gặp Watford, Wolverhampton gặp Norwich City. 23:30 Arsenal gặp Everton. 3:00 ngày 25 tháng 2, Liverpool gặp West Ham. Đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/16 Europa League, đôi cánh tiền thần. Bộ đôi tiền đạo cánh Diogo Jota và Daichi Kamada đã cùng nhau lập hat-trick để mang về chiến thắng rực rỡ cho Wolves và Frankfurt. Vì vậy, họ chính là sự khác biệt lớn nhất trong đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/16 Europa League. Thủ môn Simon Mignolet của Club Brugge, thủ thành Mignolet có 4 pha cản phá xuất sắc và có một đường kiến tạo để Dennis mở tỷ số cho Brugge. May tức đã trải qua 90 phút thực sự khó khăn trên đất Bỉ. Kết quả hòa 1 đều có phần may mắn cho đoàn quân của Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Hậu vệ Matias Oliveira của Getafe, cầu thủ 22 tuổi này đã có 2 đường kiến tạo để Getafe đánh bại Ajax 2-0. Hàng công rất mạnh của đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan đã bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Getafe. Diego Godin của Inter, với 4 cú tóc bắn và 4 pha không chiến thành công, Godin thực sự là hòn đá tảng trước khung thành của thủ môn Padelli. Kinh nghiệm và đẳng cấp đã giúp cầu thủ người Uruguay làm chủ vòng cấm của Inter. Willy Boly của Wolves, sở hữu chiều cao nổi bật 1m95, Boly luôn có lợi thế trong những pha tranh chấp trên không. Lối chơi tạt cánh đầu của Espanyol gần như vô hại trong chuyến làm khách của Wolves. Amami Touré của Frankfurt, Touré cùng với Kamara đã chơi rất ăn ý, tạo thành mũi khoan lợi hại bên cánh phải của Frankfurt. Họ về 23 tuổi cũng chính là người kiến tạo để Kamara mở tỷ số. Tiền vệ Ruben Neves của Wolves không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, Neves còn đóng góp một bàn trong chiến thắng 4-0 của Wolves trước Espanyol. Ngôi sao 22 tuổi người Borussia hiện cũng đang được nhiều đội bóng lớn chú ý. Christian Eriksen của Inter. Eriksen là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 2-0 của Inter trước Ludogorets. Nếu may mắn hơn, cựu cầu thủ Tottenham đã có cú đúp ở trận đấu này. Matt Doherty của Wolves, những pha leo biên đầy tốc độ của Doherty cũng là vũ khí tấn công lợi hại của Wolves. Cầu thủ 28 tuổi này cũng đóng góp một đường kiến tạo giúp đại diện nước Anh đánh bại Espanyol 4-0. Tiền đạo Diogo Jota của Wolves, trong ngày thi đấu thăng hoa,
Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 trước Espanyol. Wolves đang có lợi thế quá lớn để giành quyền vào vòng 1/8 Europa League. Emmanuel Dennis của Club Brugge, hàng thủ MU đã có một ngày làm việc vất vả để theo kèm Dennis. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu với một pha bứt tốc và lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn Romero. Daichi Kamada của Frankfurt, Kamada đã có một trận hay nhất kể từ khi chơi bóng cho Frankfurt. Ngôi sao người Nhật Bản đã ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Sandberg. Anh cùng với Diogo Jota tạo thành đôi cánh thiên thần trong đội hình tiêu biểu lượt đi vòng 1/16 Europa League. Xem Bruno Fernandes thi đấu là niềm vui lớn. Cựu tiền đạo Robin van Persie đã hết lời ca ngợi tân binh Bruno Fernandes của MU. Bruno Fernandes đã chuyển đến MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua sau nhiều ngày đàm phán. Tiền vệ đắt giá này ngay lập tức chứng minh giá trị khi tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên hàng tấn công của người đỏ. Ở trận đấu với Club Brugge đêm qua, Fernandes được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cho nghỉ dưỡng sức. Anh chỉ vào sân thay Diogo Dalot từ phút thứ 81, thời điểm tỷ số đang là 1-1. Mặc dù vào sân muộn nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn kịp tạo ra ấn tượng và suýt chút nữa giúp MU thắng ngược. Bình luận trên BT Sport, cựu tiền đạo Van Persie đã hết lời ca ngợi Fernandes, chân sút từng vô địch Premier League với MU nói: "Cậu ấy là cầu thủ không thể tin được. Với các cầu thủ hàng đầu, bạn luôn có thể nói rằng họ sẽ mang đến điều gì đó cho đội bóng. Fernandes thực sự mềm mại với trái bóng trong chân. Cậu ấy có những đường truyền, quả tạt và cả những cú sút đẹp mắt. Vì vậy, xem Fernandes thi đấu là niềm vui lớn đối với tôi." Trong khi Fernandes gây ấn tượng thì MU vẫn khiến đám đông thất vọng. Đội khách để Club Brugge vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 15 sau sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ. Sau đó họ cũng chỉ tìm được bàn gỡ nhờ công của Martial từ sai lầm của đội chủ nhà. Ramos có thể rời Real để đến Trung Quốc. Những mâu thuẫn trong việc thương thảo hợp đồng giữa cầu thủ và câu lạc bộ có thể khiến Sergio Ramos rời Real trong thời gian tới. AS sẽ lộ tình hình đàm phán hợp đồng giữa Real Madrid và trung vệ Ramos đang rơi vào ngõ cụt. Có quá nhiều bất đồng xảy ra giữa các bên liên quan. Hợp đồng hiện tại của Ramos với Real sẽ hết hạn vào tháng 6/2021, tức là trung vệ người Tây Ban Nha sẽ thoải mái đàm phán với bất kỳ một câu lạc bộ nào khác trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm sau. Tuy nhiên, Real không có dấu hiệu cho thấy họ muốn nỗ lực giữ chân đội trưởng của mình. Kênh Cánh Trắng không mặn mà với yêu sách gia hạn thêm 2 năm hợp đồng của Ramos. Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng với một cầu thủ sẽ 35 tuổi vào năm sau như Ramos, việc ký hợp đồng 2 năm với anh là quá rủi ro. Real không muốn phá vỡ truyền thống gia hạn hợp đồng 1 năm với cầu thủ trên 32 tuổi. Họ chỉ muốn ký hợp đồng từng năm với một cầu thủ. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ thái độ nói trên của Real có thể đẩy Ramos đến viễn cảnh rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng, thậm chí là rời đi sớm hơn. Các câu lạc bộ Trung Quốc được xem là bến đỗ tiềm năng nhất giúp Ramos đảm bảo lợi ích về mặt tài chính. Hè năm ngoái có tin Ramos muốn rời Real để đến một câu lạc bộ Trung Quốc. Tuy nhiên, thương vụ không thành khi Real đòi giá tới 5 triệu euro. Guangzhou Evergrande và Shanghai Shipp được đồn đoán đã đánh tiếng với Ramos. Họ có thể chiêu mộ anh ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ở mùa giải năm nay, dù đã 33 tuổi, Ramos vẫn thể phong độ ổn định khi ra sân tổng cộng 30 trận cho Real Madrid. Anh gây ấn tượng khi có tới 7 lần lập công cho Lop Rancourt. Chủ tịch PSG có nguy cơ bị ngồi tù đến 5 năm. Cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của PSG, Laser Enclafi vừa bị cáo buộc hối lộ các quan chức FIFA liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình World Cup và giải liên lục địa Confederation Cup. Có thể ông Laser Enclafi sẽ phải ngồi tù đến 5 năm. Hôm qua ngày 20 tháng 2, văn phòng tổng trưởng lý Thụy Sĩ OAG ra thông báo truy tố 3 nhân vật gồm ông Enclafi, cựu tổng thư ký FIFA Roro Vaclik cùng một doanh nhân giấu tên. Các cáo buộc nói trên liên quan đến vụ hối lộ vì bản quyền truyền hình World Cup. Enclafi, một thành viên ủy ban điều hành của UEFA đồng thời là chủ tịch của tập đoàn truyền thông beIN, bị buộc tội khi kích động Vaclik thực hiện hành vi phạm pháp nghiêm trọng. Ngoài ra, một doanh nhân cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ việc này. Theo cáo buộc của OIG, Vaclik hưởng lợi phi pháp từ hai đồng phạm Enclafi sau khi đã mua biệt thự ở Italia, sau đó cho Vaclik thuê miễn phí trong 18 tháng. Số tiền Vaclik không phải trả cho Enclafi rơi vào khoảng 900.000 đến 1,8 triệu euro. Cựu tổng thư ký FIFA còn 3 lần nhận tiền từ vị doanh nhân giấu tên với tổng cộng 1,25 triệu euro, tương đương với 1,25 triệu USD. Vaclik nhận cáo buộc sai phạm quản lý khi không khai báo những khoản thu nhập nói trên với FIFA. Ông Vaclik cũng bị buộc tội làm sai lệch tài liệu, đưa và nhận hối lộ liên quan đến sai phạm về bản quyền truyền hình World Cup và FIFA Confederation Cup từ năm 2013 đến 2014. Một trong đối tác chính được hưởng lợi từ Vaclik là tập đoàn truyền thông beIN Sport, nơi Enclafi đang làm chủ tịch. Các thủ tục tố tụng được công bố vào tháng 3/2017, nhưng sau đó bị bỏ một phần khi FIFA thông báo cho OAG vào cuối tháng 1 rằng họ đã đạt được thỏa thuận hòa giải với Enclafi và một phần với Vaclik. Tuy nhiên,
Hiện OIG đã hoàn tất các bản cáo trạng lên Tòa án Hình sự Tối cao Thụy Sĩ để đưa ra xét xử. OIG dựa vào luật cạnh tranh bất công UCA, luật hình sự Thụy Sĩ SCC để tiến hành các cáo trạng nói trên. Nếu bị buộc tội trong phiên xét xử, Khalafi phải nhận án tù từ 1 đến 5 năm theo khoản 1 điều 158 luật hình sự Thụy Sĩ. Chưa rõ vụ truy tố này có ảnh hưởng đến tư cách Ủy viên Ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu UEFA của ông Khalafi hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếng chuông bên cạnh để theo dõi những video mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn lại.